Khi không thực hành thiền, chỉ đơn giản là thể hiện sự tri ân với mọi người và mong cầu cho họ được an lạc thì cảm thấy vui trong lòng. Nhưng khi bắt đầu thiền, nghĩ về những việc mọi người làm và thể hiện lòng tri ân biết ơn, cũng như bắt đầu rải tâm từ, thì trong lòng cảm thấy cái gì à? Thấy hơi xúc động hả? Cái bồi hồi xúc động hay đại loại gì đó. Như vậy có đúng không? Mong sư hướng dẫn thêm về những cảm giác ta sẽ đạt được khi thực hành thiền rải tâm từ. Khi mà quý vị nghĩ về cái ơn của người khác mà nó có cái sự xúc động á, thì nó vẫn chưa có vấn đề gì đâu. Tại vì nhờ như vậy thì khi chúng ta rải tâm từ đến họ đó, nó có động lực hơn. Và sự mong muốn họ được an vui là chúng ta thật sự mong muốn như vậy, chứ nó không phải là sự giả tạo, chỉ dừng lại ở chót lưỡi đầu môi. Và sư đã nói đó, là ví dụ như chúng ta có 10 thì chúng ta chỉ nên để cho cái tâm mình, để cho cái cảm xúc đó, nó chừng khoảng 6-7 thôi. Tại vì tới cái điểm mà điểm 10 là chúng ta bị mất khống chế. Ví dụ như là chúng ta khóc òa lên hay đọa lại như vậy, tức là chúng ta không kiểm soát được cảm xúc. Thì trong trường hợp đó chúng ta chỉ cần giảm cái cường độ lại đủ để chúng ta cảm động và chúng ta tri ân đối với chúng sanh, như thế là được rồi ha.